Mình giao lưu với anh em này, miếng lúa nhá, chất liệu là gỗ cà te hay còn gọi là gõ đỏ nha anh em nhá. Để thích hợp với anh em làm bàn trà mini, làm khay trà, hoặc anh em để này anh em đục chanh, đục diện đều được nha anh em nhá. Hàng lục lạc, thịt vẫn còn dày này, dày của nó này 12 phân này, chỗ dày nhất này. Còn bình thường những cái chỗ mỏng của nó là 7 phân này, 5 phân này. Mỏng nhất đằng này ấy, là được 3 phân nha anh em. Lưng của nó này, mặt lưng nên em phả một ít để cho nó lấy độ phẳng nha. Chất phân thì 3 phê. Và kích thước này, chiều là ngang này của em nó này là 80 nha anh em nhé. Lên trên đây này là 68, cao lên là 68. Ngay cái đoạn đoạn này này là nó cũng được 70 luôn này anh em nhé. Chất lũa thì đẹp, hàng em đã làm sạch nha anh em nhé. Đây anh em bỏ xuống, anh em làm khay trà mặt phẳng lừ nha anh em nhé. Đây này anh em nhìn này. Đó, bao phê và chất cho anh em luôn. Đây anh em,